Xin chào quý vị và các bạn, đây là chuỗi video thực tế giới thiệu các loại dược liệu đang được sử dụng tại Việt Nam của chuyên cung cấp dược liệu sạch.com. Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị các bạn một loại dược liệu được sử dụng, được xem như là đầu bảng, được sử dụng trong y học cổ truyền. Loại dược liệu này có tên là kim ngân. Kim ngân thì trong dân gian có tên khác gọi là nhẫn đông. Tên khoa học là Lonicera japonica, thuộc loại kim ngân Lonicerace. Cây này là cây sống lâu năm, thân bụi, là một loại dây leo. Thì dược liệu từ cây này thì có hai loại dược liệu được gọi là kim ngân cuộng và kim ngân hoa. Kim ngân cuộng thì được chế biến từ các cành của dược liệu kim ngân. Đây, mọi người có thể thấy đây là từ cành của cây kim ngân. Đặc điểm của cái cây kim ngân này là cành nó rất là giòn đấy, mọi người có thể nghe được cái tiếng của nó rất là giòn. Và thân của nó trơn nhẵn, rất là giòn, được gọi là kim ngân cuộng. Mà thứ hai là kim ngân hoa. Đây, mọi người có thể thấy kim ngân hoa. Đây, các cái loại hoa kiểu kim ngân đây. Đây, thì kim ngân thì vì sao nó gọi là tên nhẫn đông? Là mùa đông thì nó phát triển rất là mạnh. Cây đâm chồi nhảy lộc rất là lớn và cho cành rất là nhiều. Đến bây giờ là từ tháng 4 đến tháng 5 thì cây nó bắt đầu cho ra hoa. Và đặc biệt ấy, thì để thu được những cái loại hoa có chất lượng tốt nhất thì thường thường mình thu kim ngân ở trạng thái là đang là nụ, không để cho cây hoa nó bung ra bên ngoài. Thì trong y học cổ truyền thì kim ngân tác dụng là thanh nhiệt, giải độc, chống viêm. Được sử dụng trong các trường hợp như thế là nóng trong người, mụn nhọt, mẩn ngứa, rôm sẩy. Trên đây là các cái thông tin về dược liệu kim ngân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của chuyên cung cấp dược liệu sạch.com.